Em xin kính chào toàn thể các bác, các cô, chú, anh chị yêu lan rừng ạ. Em là Thương ở Con Tum. Số điện thoại của em là 097 111 1780. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 1 năm 2019. Bên em có về được một số lô giả hạt thuộc vùng Đắk Long, Đắk Lây, Con Tum. Để em xin giới thiệu một số lô cụ thể như sau. Đây là lô số 1. Lô số 1 thân xanh nha mọi người, thân xanh ạ. Và dài khoảng 70 cm nha, 70 cm. Thân rất là xanh. Em quay gần cho mọi người xem. Thân rất là xanh luôn. Rất là xanh. Và thân tơ của nó khoảng 70 cm rồi nha mọi người. Lô số 1 em bán 400k. Lô số 2, lô số 2 cũng vậy nha. Lô số 2 cũng rất là xanh luôn. Đó. Thân tơ của nó khoảng 65 đến 70 cm. Thân rất là xanh. Mọi người soi góc này, rất là xanh nha. Lô số 2 em cũng bán 400k. Lô số 3. Lô số 3 là thân đỏ. Thân đỏ đây. Đấy. Độ dài khoảng 60, 50 đến 60 cm. Lô số 3 em bán 350k. Lô số 4. Lô số 4 cũng là xanh nha. Đây mọi người nhìn kỹ nè, xanh lắm. Đó. Thân khoảng 50 cm. Thân rất là xanh, thân tơ. Đó, thân xanh lắm. Lô số 4 em bán 350k. Lô số 5. Lô số 5 thân hơi đỏ nha, thân hơi đỏ. Đây ạ. Cũng khoảng 45 đến 50 cm. Thân tơ này, mọi người nhìn thân tơ đỏ này. Đó. Lô số 5 em bán 300k. Lô số 6. Lô số 6 thân rất là đỏ luôn. Đây, thân rất là đỏ nha. Thân rất là đỏ. Em cũng bán 300k nha. Lô số 6. Lô số 7 thân xanh. Thân tơ khá dài luôn. Thân tơ khá là dài. Thân xanh. Lô số 8. Để cho lô số 6 đây ta. Đây là lô số 8 ạ. Lô số 8 350k. Đây em nói lại lô này là lô số 7 nha mọi người. Lô số 7 là 300k nha. Lô số 9. Lô số 9 là thân xanh. Thân xanh khoảng 40 cm. Em bán 350k. Lô số 10 thân đỏ. Thân đỏ nha. Thân rất là đỏ luôn. Đó, khoảng 60 cm nha. Lô số 10 em bán 400k. Rất là đỏ luôn. Lô số 11 gồm có 3 dề. 3 dề đỏ nè, xanh đỏ. Em quay gần cho mọi người xem nha. Lô số 11 gồm có 3 dề giá 500k. Lô số 12 cũng gồm có 3 dề giá 500k. Lô số 13 cũng gồm có 3 dề. Hàng rất là đẹp nha mọi người. Đây, lô số 14. Lô số 14 thân rất là đỏ nè, nù nha. Thân nù và rất là đỏ lên. Đây, lô số 5, lô số 7, lô số 8. Em quên không ghi lô số 6 nha mọi người. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Rồi mọi người có nhu cầu, mọi người liên hệ với số điện thoại của em nha. 0971 111 1780. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của em ạ.